lên sóng một chiếc lọc khí bưởng Daikin. Đây là dòng Daikin hộp nhé, một em mới nhất của Daikin, màng lọc được thay mới hoàn toàn nhé. Còn toàn bộ máy đã được vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, màng lọc được thay mới nên là các bác cứ yên tâm về là sử dụng ngay luôn nhé. Về ngoại hình thì cực kỳ đẹp luôn. Đây là khay nước bưởng này, màng buồm này, tất cả được vệ sinh sạch sẽ hết từ trong ra ngoài. Về ngoại hình thì cực kỳ đẹp luôn nhé. Này, sạch sẽ ngoại hình. Đây là thông tin của sản phẩm này. MCK70 công suất là 75W nhé. MCK70U VKF là màu trắng nhé, white. Thống các cảm biến này, đây là màn hình hiển thị này, đây là đèn báo streamer đang hoạt động này, độ ẩm hiện tại của không khí là 90 này, đây là các đèn báo này, tình trạng của bụi này, nồng độ bụi mịn PM2.5 này, của mùi này, màu xanh tức là ok nhé, khi nó chuyển sang màu vàng hay màu đỏ thì đó là có thể là quá bụi hoặc là đang có mùi nhé, hoặc là độ bụi mịn cao. Còn ở trên này là các cách thức về sử dụng này. Dòng này là dòng VIP nhé, có kết nối wifi nhé. Bạn có thể download cái chương trình của Daikin để sử dụng qua tính năng qua wifi. Đây, phím này là phím bật tắt này, phím này là phím lọc tự động này, này là chế độ auto hoàn toàn nhé, chỉ ấn một phím duy nhất. Đấy. Còn các chức năng, các chế độ thì ta chọn ở đây, bấm menu. Đây là chế độ tự động, tự động lọc khí, tự động bù ẩm. Tiếp theo đây là chế độ yên tĩnh, chế độ lọc phấn hoa, chế độ bù ẩm tốt cho da và họng. Ở đây là chế độ đối lưu không khí, bình thường người ta hay để nhất là chế độ auto. Còn bên này là tốc độ quạt nhé, tốc độ gió. Ở đây có một cao mức này, này thấp này, trung bình này, cao, hòa cái mũi tên này là turbo nhé, thấp này, trung bình này, cao này, tăng dần đúng không ạ, turbo này. Chế độ turbo cực kỳ mạnh luôn đúng không ạ. Đây là đèn báo không có nước này, chế độ bù ẩm đang bật này, chế độ bù ẩm bật thì ta phải bỏ nước nhé, không có nước nó sẽ cảnh báo nhé. Và đây là lựa chọn chế độ bù ẩm này, thấp này, trung bình, cao này. Ở đây ứng với các mức độ ẩm 40%, 50% và 60%. Đây là ba mức tốt nhất, độ ẩm tốt nhất cho sức khỏe con người. Nếu mà dưới 30%, dưới 40% thì là quá khô, trên 60% đến 70%, từ 70% trở lên thì là độ ẩm quá cao, nó không tốt cho da, không tốt cho họng nhé. Còn đây là bật tắt wifi này, bật này, tắt này. Khi bật vàng lên này thì ta sẽ cài đặt và hướng dẫn kết nối vào với chiếc máy lọc khí bù ẩm này. Còn bên này là đèn, đây có này, giảm ánh sáng này và tắt đèn này. Thì khi ta bấm vào này, giảm ánh sáng này, tắt, bật, đấy. Lọc, tắt bù ẩm đi thì nó sẽ mất đèn cảnh báo ở đây. Và nhấn giữ 2 giây để khóa phím. Đấy. Bây giờ ta không điều chỉnh được nhé. Nhấn giữ 2 giây lại để mở khóa phím. Đấy, rồi ok. Sản phẩm hoạt động hoàn hảo mọi chức năng nhé. Test dọn vệ sinh sạch sẽ hết từ A đến Z. Các bác về chỉ việc xài thôi. Màng lọc thì đã được tặng màng lọc mới kèm theo rồi. Rồi ok, một sản phẩm hết sức là đẹp đến từ thương hiệu Daikin. Còn ở mặt phía trong, đây, để tháo cái lớp mặt nạ bên ngoài này thì ta có ở đây có hai lẫy, một lẫy bên trái này, một lẫy bên phải. Ta ấn vào và kéo nhẹ ra phía trước nhé, đây, nhấn vào này. Kéo nhẹ ra phía trước này. Đây, tương tự bên này, nhấn vào, kéo nhẹ ra phía trước, rồi sau đó ta nhấc nhẹ lên phía trên, đấy, là mở cái lớp mặt nạ lên sang một bên. Trong này là hệ thống
bỏ màng lọc nhé. Đây là lớp thô bên ngoài nhé. Hiện tại mình đang chưa bỏ màng lọc vì màng lọc là màng lọc mới nhưng mà siêu. Khi nào bác lắp về thì tháo dây bóng ra bỏ vào đây. Và trong này là màng than. Còn đây, quan trọng nhất là cái này. Đây là thanh steamer siêu to khổng lồ. Chỉ được trang bị trên modem cao cấp nhất hiện tại. Với hiệu suất gấp 10 lần so với những dòng cũ nhá. Nên là các bác yên tâm. Cái khả năng khử bụi này, khử mùi này và diệt khuẩn của dòng này là phải nói là cực kỳ khủng luôn. Lắp vào thì tương tự nhá. Sau khi là chúng ta lắp màng than thì ta sẽ lắp màng lọc, sau đó mới lắp cái lưới này bên ngoài nhé. Còn về vệ sinh hàng ngày, về vệ sinh máy á, thì chúng ta khoảng 2 tuần đến 1 tháng chúng ta vệ sinh một lần. Thì vệ sinh thì ở cái lưới này thì ta có thể vệ sinh bằng nước nhé. Còn riêng màng lọc HEPA này và màng lọc than bên trong thì ta vệ sinh khô nhé. Ta dùng máy hút bụi hoặc là dùng bàn chải răng hỏng để mà vệ sinh qua thôi, chứ không vệ sinh bằng nước nhé. Đấy, khi bỏ vào ta bỏ ở phía trên xuống trước. Trên xuống này, sau đó nhấn hai cái này nhẹ nhàng vào. Đấy, ok. Rồi ok, một sản phẩm hoàn hảo nhé, cực kỳ đẹp. Bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc máy lọc khí Daikin hộp mã dòng MSK70 công suất 75W sử dụng cho phòng từ 60m trở lại là ok nhất, thì có thể liên hệ trực tiếp với HTShop qua số điện thoại hoặc là Zalo 0828 868 999, hoặc là số 0917 379 959. Shop ship hàng toàn quốc nhé. Còn bác nào khu vực Hà Nội có thể trực tiếp qua Phú Diễn, Bắc Từ Liêm để trải nghiệm sản phẩm cũng như là mua hàng. Rồi ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ.